Chuyện 23S xin chào các bạn Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc Hạ Vi xin được gửi tới các bạn tập 4 Bộ truyện độc quyền của tác giả Dương Cầm Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh Để Hạ Vi và ekip chuyện 23S Có thêm nhiều động lực Đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé Mời các bạn cùng nghe chuyện Ngọc Hà ngủ một giấc đến gần 9 giờ sáng mới tỉnh Trong phòng đã được kéo hết rèm Không cho ánh sáng lọt vào Trên giường chỉ còn một mình cô Lết người bước xuống khỏi giường eo cô đau nhức, bước đi không bình thường nổi. Không những vậy, đầu óc lại còn choáng váng. Cô phải đứng lại nhắm mở mắt vài lần mới ổn định tiền đình được. Đánh răng rửa mặt xong, cô tắm lại lần nữa cho cơ thể thoải mái tỉnh táo sau một đêm cuồng nhiệt như phát điên. Chỉ nghĩ đến thôi lại thấy tê dại cả người. Cô khẽ dùng mình một cái khi nhớ lại được cảnh hôn, hai má nóng bừng, da thịt như phải bỏng, vẫn còn mơn man mùi hương của anh ta. Đêm qua, hai người hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại xảy ra chuyện đó như người bị mộng mị mọi thứ cảm xúc trào dâng trong cơ thể úp mặt xuống nước cô vẫn thấy mặt mũi bỏng rát nóng bừng chợt nhớ ra là đêm qua là lần đầu tiên phong hưng không dùng bảo hộ cô đứng bật dậy vội vàng vào phòng mặc quần áo xuống nhà bà nội đang chơi bài cùng bạn có cả phong hưng tham gia mà cô lại thấy lạ chưa bao giờ anh ta kiên nhẫn ngồi làm việc vô nghĩa như vậy hôm nay các bà phải vặt của nó thật nhiều cho tôi thua trắng tay càng tốt bà nội hào hứng bán đứng cháu trai Chỗ tiền trước mặt anh là ít nhất Còn ba bà đều lãi nhiều thì phải Cô không làm phiền họ Mà đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho mình Bác hai từ vườn vào Và thêm cho cô cốc nước ép hỏi thăm Cháu ngủ có ngon không Dạ có ạ Ở đây không khí thích thật đấy ạ Tự dưng má cô lại nóng gian Hình như tối qua Phong Hương có nói câu này Trước khi họ lao vào nhau thì phải Điên cuồng đến xấu hổ Cháu bị ốm sao Mà mặt mũi đỏ thế Không có ạ Bác đi chợ chưa hay là để cháu đi ạ? Cô kiếm cớ để đi ra ngoài mua thuốc tránh thai Hôm qua bà đã ra yêu cầu không rời khỏi nhà Nên cô phải kiếm được lý do hợp lý Bác đi lúc sớm rồi Cháu muốn ăn hay mua gì để bác đi hộ cho Không thể nhờ người thân cận nhất của bà đi mua thuốc Như thế bà sẽ phát hiện ra mà mắng ngay Cô nhắn cho Phong Hưng hỏi Anh còn giữ thuốc tránh thai khẩn cấp không? Chờ mãi chẳng thấy nhắn lại dù anh ta đã đọc Ngọc Hà ra ngoài vườn tản bộ hít thở không khí để nghĩ cách Thấy bác quản gia lái xe đi ra ngoài, cô liền gọi lại. Nhanh chóng vào Google, tra tên thuốc bằng tiếng Anh, rồi viết ra giấy đưa cho bác nhờ vả. Bác mua giúp cháu thuốc bổ này nhé. Được, cô mua nhiều không? Nhưng mà đến chiều tối tôi mới về không sao chứ. Sợ bác nghi ngờ, cô liền bịa chuyện nói dối. Dạ, một hộp thôi là đủ ạ. Vì ở nhà cháu có rồi, nhưng lại quên không mang theo. Chiều tối cũng được, nhưng về bác đưa cháu đừng đưa cho ai nhé. Tôi nhớ rồi. Thấy bác ấy không chút nghi ngờ, Cô thở phào nhẹ nhõm trở vào trong cùng với bác Hai chuẩn bị bữa trưa. Trên nhà tiếng đánh bài cười đùa thích thú của các bà ầm ĩ vọng lại sau mỗi ván bài thắng. "Cháu chơi bài kém quá, cần phải học lại đi." Một bà lên tiếng chê bài Phong Hưng, "Có lẽ anh ta chẳng biết chơi đâu ấy chứ, mấy khi lại mang tiền đi đãi các bà một trận." "Cháu mau uống bát thuốc bổ này đi." Bác Hai rót ra trong ấm một bát thuốc thơm phức đưa cho cô, Ngọc Hà lắc đầu từ chối, nhưng bác đã đặt vào tay cô dặn, "Đây là thuốc bổ." bà nội đặc biệt dặn bác sắc cho cháu uống bồi bổ sức khỏe để mau có thai đấy cháu không uống thuốc bắc như này bao giờ cả ạ uống đi cho bà vui ngọc hà không thể từ chối nên nhắm mắt nhắm mũi uống hết có lẽ bà nội đã hạ quyết tâm bắt vợ chồng cô có con cho bằng được rồi vậy mà cô nỡ lòng nào uống thuốc tránh thai sao cháu lại thở dài thế không ạ cô không biết rằng bác hai đã thầm quan sát hết biểu hiện của cô rồi cần nấu xong bữa trưa thì hội chơi bài giải tán bà nội xuống ngó nghiêng rồi kéo cô khỏi bếp nháy mắt với bác hai đêm qua cháu ngủ ngon chứ cô đã muốn quên đi vậy mà ai cũng hỏi tới đã vậy còn toàn người già nữa cơ chứ dạ cháu ngủ ngon ạ ở đây dễ chịu thật bà ạ vậy chừng nào mang thai cháu tạm xin nghỉ về đây ở với bà phong hưng bận thì để bà chăm cho nhé vâng ạ tối qua phong hưng có trả bài cho cháu không không nghĩ bà sẽ hỏi thẳng như vậy cô đỏ mặt xấu hổ không dám trả lời vậy mà bà đã hớn hở khen ngợi tốt rồi hai đứa cứ vậy mà phát huy cô chớp mắt cật lực người ngượng nóng gian vào ghế ngồi xuống phong hưng quay sang hỏi làm sao mà mặt mũi đỏ bừng lên thế không có gì bà nội vậy mà lại đế thêm con bé này lấy chồng cả năm rồi còn ngại ngần như vậy sao không ạ à, con thấy hơi nóng thôi ạ à. phong hưng nhìn sang bà nội còn thấy bà tuyên dương mình khi vỗ tay nhẹ nhẹ bà làm gì khiến vợ con ngại vậy ạ à? Thì bà chỉ hỏi con có khỏe không thôi Bà nội Anh ta gầm lên Mỗi lần bị bà nội đề cập đến vấn đề yếu khỏe Ngọc Hà khúc khích cười Liền bị anh ta lửa mắt nói khẽ Vẫn yếu sao Cô ngậm lại nụ cười hoang mang lắc đầu Mặt mũi vừa giãn ra lại đỏ bừng bừng Sau bữa ăn trưa bà nội hào hứng đề cập À Con có biết cưỡi ngựa không Gần đây có chạy ngựa đấy Con chỉ biết qua qua thôi ạ Cũng lâu rồi không có tham gia Sợ không cưỡi được nữa ạ Phong Hưng cưỡi ngựa rất giỏi. Năm lớp 9, nó đạt cúp cuộc đua của Châu Lục đấy. Lát đi không biết nó dạy con. Phong Hưng rời mắt khỏi tivi hỏi cô. Em có muốn đi không? Hay là ở nhà nghỉ ngơi? Nếu con mệt thì thôi vậy. Chắc là đêm qua... Chưa để bà nói hết, cô vội cắt lời. Con nghỉ đủ rồi ạ. Đêm qua con ngủ rất ngon, nên là không cần nghỉ thêm nữa. Nhưng mà bà nói chúng ta sẽ không ra ngoài mà. Cái này là ngoại lệ không sao. Cô liếc mắt nhìn sang Phong Hưng đang xem bản tin nhưng khóe môi của anh ta khẽ nâng lên nhìn rất muốn đánh. Chạy ngựa nằm không xa nhà bà, họ chỉ lái xe đi 10 phút đã tới. Người huấn luyện ngựa chào hỏi Phong Hưng thân mật, sau đó dắt ra hai con ngựa màu nâu sạch sẽ, anh ta hỏi cô. Phu nhân, nó rất hiền, nên là cô có thể cưỡi thoải mái. Cô chạm vào chú ngựa phút ve rụt rè. Lâu rồi tôi không cưỡi nên... Lên đi, tôi dạy em. Phong Hưng đến cạnh nhấc cô ngồi lên, đặt dây cương vào tay cô động viên. Không cần phải sợ đâu, biết cưỡi rồi, thì chỉ mất một chút thời gian là làm quen được thôi tôi đi bên cạnh có gì sẽ hỗ trợ để tôi thử người huấn luyện ái ngại nhìn cô đề bạt với phong hưng hay là để phu nhân ngồi cùng ngựa với ngài đi ạ à? một chút quen rồi hãy để cô ấy cưỡi một mình tôi sợ sườn dốc thoải phu nhân ngã lại nguy hiểm ra không cần đâu ạ à, tôi tự được rồi để tôi đưa em đi một vòng có hứng thì cưỡi một mình được chứ anh ta chỉ hỏi cho có lệ cô chưa kịp bày tỏ ý kiến thì đã bị nhấc xuống anh ta lên lưng con ngựa của mình rồi chìa tay kéo cô ngồi lên phía trước đặt tay cô nắm vào dây cương còn bản thân thì thoải mái ôm lấy cô nhìn phía trước đi nhìn tôi làm gì ai nhìn anh chứ phong hưng đặt hai tay nằm lấy tay cô trên dây cương giật nhẹ điều khiển cho chúng ngựa rời đi nó là ngựa quen của tôi nên không phải sợ đâu có phải là anh hay đi cưỡi ngựa ở đây không ừ trả lời xong cô còn chưa kịp hỏi thêm thì anh ta đã thúc ngựa phi nước đại gió trên đồng cỏ mát lạnh phong hưng bỏ tay khỏi dây cương mà vòng tay ôm lấy eo cô anh mau nắm lấy đi tôi không biết điều khiển đâu đấy không sao ngồi yên đi vậy đi chậm lại được không khuôn mặt anh ta áp sát bên má cô chỉ cười nhẹ mà không giảm tốc độ càng đi nhanh gió càng mạnh mang không khí thơm mát có mùi cỏ tươi thật thư thái chỉ một thoáng hai người đã đi xa tít đến tận bờ một dòng sông có nước trong vắt xuống đây chơi một chút không ngọc hà gật đầu khi đầu óc đang quay quay vì ngựa phi nhanh xuống khỏi ngựa cô ngồi bệt xuống thảm cỏ thả người nằm xuống nheo mắt nhìn trời xanh qua tán lá cây phong hưng buộc ngựa xong cũng đến bên cạnh đưa nước cho cô uống sợ sao một chút đi nhiều sẽ quen cưỡi ngựa đi nhanh còn thích hơn cả đua xe nữa anh cũng đua xe sao hôm nào em muốn tham gia không nghe chừng thú ăn chơi nào anh cũng thành thạo nhỉ ừ anh ta trả lời nhẹ tựa lông hồng khiến cô hơi bất ngờ hình như cô chẳng hiểu nhiều về người đàn ông này làm vợ ngoan ngoãn quá cũng không tốt sao chẳng có ai cưỡi ngựa vậy tôi tưởng sẽ đông người đến đây lắm chứ cảnh đẹp như thế này cơ mà chiều thứ bảy tôi hay thuê ở đây nên là họ không nhận khách hóa ra chiều thứ bảy nào anh cũng đi cưỡi ngựa sao thường là như vậy tôi hay đi cùng với danh phong em biết cậu ta chứ cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm sao lại không biết chứ tôi có gặp anh ấy vài lần ở các bữa tiệc ngoại giao tôi quên mất ba hay đưa em đi tham gia hình như trước kia Ba tưởng muốn gả em cho cậu ta thì phải Ngọc Hà nghiêng mặt cười đáp Anh ấy nói với anh sao Không, trong giới đồn đại nên nghe được thôi Không có chuyện ấy đâu Đồn đại nhảm thôi Anh ấy lấy con gái của tổng tư lệnh mà Em biết Hải Vân sao Tôi gặp chị ấy ở hội tình nguyện Khám bệnh cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh Nhưng hình như chị ấy cũng không hạnh phúc trong hôn nhân Lạ thật Xinh đẹp, nhà dòng dõi quan lớn Mà cuối cùng hôn nhân vẫn không hạnh phúc Thật giống tôi Lời cuối cùng chỉ như thì thầm với gió Ngọc Hà không để ý người bên cạnh Khi hốc mũi cay cay Mà ngửa mặt khẽ nhắm mắt cảm nhận gió rót trên mặt Bên cánh mũi còn thong thoảng mùi cỏ tươi Sạch sẽ dễ chịu Tự dưng gần ly hôn Lại cùng nhau đến nơi này thư giãn như vậy Gió mơn man lướt nhẹ trên da thịt Lăn tăn như sóng vỗ về man mát Hà Sao vậy Hình như đồ ăn có gì đặc biệt phải không Em nấu ăn không cho gì lạ chứ Cô mở mắt nhưng mặt sang anh nhíu mày khó hiểu, Phong Hưng xua tay. Không có gì đâu, chỉ là... Ngọc Hà cau mặt nổi giận. Anh nghĩ là tôi đầu độc anh sao? Tôi có điên đâu chứ, anh một vừa... Cô chưa nói hết câu, thì cả người bị anh ta kéo lại, ôm lấy cô lật nằm trên người anh ta. Ngọc Hà đang hăng máu nóng tiết tức giận, nhưng rồi lại trở nên ấp úng. Anh điên à? Sao lại ôm tôi? Nằm trên người anh ta, cô cảm nhận được nơi nào đó nổi cộp, dường như đã bị đánh thức mà đỏ mặt. Vinh mặt lử mắt cô hỏi Có chuyện gì? Chẳng phải em là người hiểu rõ nhất hay sao? Cô, cô chẳng hiểu gì cả Anh ta đang nói cái quái gì vậy chứ Khi cô còn đang ngần người phán đoán Thì cả người đã bị lật nằm úp xuống Khuôn mặt phong hưng sát lại Rủ dê bằng âm giọng trầm khàn Ánh nhìn còn rót lên mặt cô đầy gợi tình Thử nghiệm ở đây không? Anh điên à? Anh ta chặn lời cô, không cho nói bằng một nụ hôn quyến rũ Ngọc Hà dùng cả hai tay đẩy vai anh ta ra, nhưng rồi tay bị giữ lại kéo qua đầu không cho làm loạn vậy nhưng lý trí còn sót lại vẫn phản đối không thể ở đây cô yếu ớt ngăn cản khi phong hưng lần mò môi vẫn bị cuốn lấy vào nụ hôn sâu anh ta nặng nề cắn mút lấy từng cánh môi của cô đỏ ửng dần và thế là một màn đỏ mặt đi qua nhìn cánh đồng hoa kìa có thích không qua mua ngọc hà nhắc mình ngồi thẳng dậy nhìn theo cánh tay của phong hưng chỉ rồi không chần chừ mà đòi đi đến xuống khỏi ngựa cô chạy đi đàm phán mua của hai người đang cắt hoa rồi tự mình cầm kéo đi cắt. Phong Hưng để cho ngựa ăn cỏ, còn mình ngồi bệt xuống bên cạnh chờ đợi. Một lát thì thấy Ngọc Hà hét toáng lên, mặt cắt không còn giọt máu, phi nhanh như cắt từ dưới vườn hoa lên. Anh ta đứng dậy chưa kịp làm gì, thì cô đã phi thẳng đến nhảy lên, quắp chặt lấy anh ta mà người run rẩy như cầy sấy, miệng nức nở miếu máu. Rắn, có rắn. Có bị cắn không? Anh ta muốn gỡ cô ra kiểm tra, nhưng Ngọc Hà vẫn bám chắc như keo, lắc lắc đầu cật lực. Anh ta thở nhẹ nhẹ một cái Vòng tay ôm cô vỗ nhẹ Không bị cắn thì được rồi Vậy nhưng Ngọc Hà vẫn còn sợ Mà run lẩy bẩy quắp lấy anh ta còn chặt hơn không chịu xuống Người làm vườn mang lên một bó hoa đã cắt sẵn đưa cho Phong Hưng Nhận tiền rồi an ủi cô Ở đây chỉ có rắn nước thôi Nên không độc đâu Ngọc Hà nghe xong Mới buông lỏng Phong Hưng ra Đứng xuống nhưng tim vẫn đập Chân vẫn run không đứng vững Dù nó không có độc nhưng cô vẫn sợ đã bao giờ cô được mục sở thị đám rắn chân thực như khi nãy đâu đã vậy nó còn trườn qua chân cô nữa may mà cô đi giày cưỡi ngựa cao cổ không thì ngất đi vì sợ rồi phong hưng đưa cho cô nước uống khẽ cười vẫn còn sợ sao nhát nhỉ kệ tôi cô ôm lấy bó hoa theo anh ta lên ngựa đi về mang tiếng đi cưỡi ngựa thì làm linh tinh chẳng ra sao cuối cùng cô vẫn không được học lại ngọc hà không nói gì nữa cho đến tận lúc về nhà thấy xe bác quản gia đã về, liền vội vàng chạy vào nhà, đưa hoa cho bác hai rồi ra ngoài vườn tìm người. Phong Hưng vừa vào phòng khách đã gặp bà, mặt đằng đằng sát khí, như nhìn mình muốn lột da ăn sống đến nơi vậy. "Lên phòng bà đi." "Có chuyện gì xảy ra sao ạ?" Bà đi những bước chân không bình thường, mỗi bước đi mang một sức nặng ghê gớm, vừa đóng cửa phòng, dường như đã có sự chuẩn bị sẵn, bà nhón lấy cây phát trần quay lại, cứ vậy vụt anh ta túi bụi. Phong hương đau nhưng vẫn đứng yên hỏi, "Bà có chuyện gì từ từ nói đừng đánh mà mệt người im cái miệng con lại bà cứ nhắm vào lưng mông và chân của anh ta vụt thật lực anh ta bắt đầu suýt xoa vì đau mà nỉ non bà nội đừng giận thế lại đau tim con muốn bà tức chết mới hài lòng phải không không có ui da bà nhạy tay đi đâu rồi mẹ mất sớm không ai dạy con thì để bà nội dậy anh ta sững người rồi đứng im cho bà đánh dù chẳng hiểu nguyên do là gì vậy nhưng anh ta biết Chắc chắn chuyện làm bà rất giận Nên mới lôi mẹ ra nói Bà đánh mỏi tay Thì người anh ta cũng tê dại và rát cháy Bà lớn tuổi rồi Mà còn mạnh tay vậy Anh ta nói xong tưởng bà sẽ nguôi giận Ai ngờ bà còn cáu hơn Mà vụt thêm vài cái thật lực vào lưng anh ta mắng Bà có mỗi mình con là cháu trai Vậy mà có mỗi việc lấy vợ sinh con Con cũng không làm nổi Có ai gần 40 tuổi rồi Còn bắt vợ uống thuốc tránh thai không hả Tại sao lại không cho con bé sinh chắc cho bà chứ ai nói với bà chuyện này anh ta buột miệng hỏi chỉ để truy người bịa đặt vậy nhưng vào suy nghĩ của bà chính xác là xác nhận bà lại giơ phất trần lên vụt vào bắp chân của anh ta mắng lớn phòng hưng có phải là con muốn bà chết vẫn không yên lòng vì con phải không tại sao con lại làm như thế với con bé hả bà bọn con kế hoạch chưa muốn có thì anh ta chưa nói hết câu đã bị bà chừng mắt quát hôm nay bà không đánh con đau thì không có con cháu gì cả anh ta bị đánh thêm một trận nữa bà bất lực ngồi xuống ghế thở ôm ngực đau lòng bà thuốc để đâu còn để bà chết đi không cần uống thuốc nữa anh ta đến mở tủ ôm mấy lọ thuốc đến thì thòn bà uống thuốc đi rồi con sẽ có con là được chứ gì không uống anh ta thấy bà không có dấu hiệu lên cơn đau nên cũng nguôi ngoai lo lắng mà thở nhẹ một cái vừa chạm mông xuống ghế là đứng bật dậy vì đau mẹ con mất sớm không phải vì con nên đừng vì thế mà có suy nghĩ không sinh con lấy vợ rồi thì phải có con mới là một gia đình chứ bà không phải như thế vậy thì là vì cái gì nếu con không cho con bé sinh con thì ly hôn đi bà lấy chồng mới cho nó trong đầu anh ta định phun ra câu vậy bà cứ làm như thế đi ạ à? thế nhưng lời mới bay ra khỏi đầu chưa thành tiếng con đã bao nhiêu tuổi rồi không mau có con đi còn đợi đến bao giờ ngọc hà vẫn còn rất trẻ mà Bà để cô ấy tự do một chút đi." Bà ném cây phất trần vào người anh ta cáu hơn. "Lại lý do to hơn lý cháu, đừng có đổ tội cho con bé." Bà nói cho con biết, "Tháng sau Ngọc Hà mà chưa có bầu thì bà sẽ bảo nó bỏ con." "Bà nội, ai mới là cháu nội bà thế ạ?" À? "Tất nhiên là cả hai, nhưng con sai nên đừng có trách bà ác." "Ngọc Hà nói với bà chuyện uống thuốc sao?" Ngọc Hà nhận được thuốc không chần chừ lén lút uống ngay rồi xé vỏ hộp giấu thật sâu xuống dưới thùng rác sắp ly hôn rồi không nên để một đứa trẻ vô tội xuất hiện nghĩ đến tự dưng lại buồn dứt khoát quyết định mạnh mẽ nhưng lòng thì cứ man mác rồi sẽ nói với ba với bà nội ra sao đây tắm rửa thay quần áo khác ra khỏi phòng từ lúc về là cô không thấy phong hưng đâu ngó nghiêng khắp nhà để gọi anh ta tắm rửa mà cũng không thấy nên cô bỏ cuộc chẳng tìm nữa vừa định gõ cửa phòng bà thì cánh cửa mở ra phong hưng đứng trước mặt lạnh lùng nhìn cô hờ hững không nói không rằng lách người đi qua vừa mới vui vẻ, bây giờ mặt đã lại như đâm lê rồi, người gì mà thay đổi nhanh hơn cả thời tiết. Nhìn theo bước chân của chồng, cô định hỏi anh muốn ăn tối món gì nhưng rồi lại thôi. Vào phòng, bà ngồi thất thần trên ghế, cô lại ngồi gần với bà mới giật mình. Bà nội, tối nay bà muốn ăn món gì ạ? Thôi, đừng nấu nữa, để cho bác hai làm, con mau xuống nhà chơi đàn cho bà nghe thư giãn đi. Bà đưa tay ra cho cô nắm lấy, Ngọc Hà ngửa lòng bàn tay lên hỏi bà. Bà làm sao mà tay đỏ hết lên vậy? Có phải là bà đang khó chịu ở đâu không? Không có gì đâu, da rẻ hồng hào nên vậy thôi, mau đi xuống đàn cho bà nghe đi." Bà không cho cô cầm tay nữa mà vội kéo đi, có lẽ khi nãy cầm gậy dùng lực mạnh đánh Phong Hưng nên bây giờ tay bà có hơi đau rát lại. "Hôm nay hai đứa đi chơi có vui không?" "Dạ có ạ, con phải kiếm tiền mua một căn nhà nhỏ ở đây mới được ạ." "Xin chắc cho bà, xong rồi bà sẽ cho con thừa kế nhà này của bà không phải mua." Thằng Hưng nó không xứng đáng được gì hết Chỉ giỏi bắt nạt cháu dâu của bà thôi Đỡ bà nội ngồi xuống ghế Ngọc Hà đến mở đàn Lút nhẹ tay kiểm tra độ vang của Thanh Mới quay lại hỏi bà Bà muốn nghe bài nào ạ? Hay là có muốn nghe âm nhạc có tiết tấu ra sao không ạ? Nhạc của Beethoven đi Bài gì mà ánh trăng ấy Dạ xô nát ánh trăng ạ Ngọc Hà chạm nhẹ ngón tay lên phím đàn lấy nhịp Rồi âm thanh trầm bổng ngay sau đó cất lên vang khắp nhà như gọi về sức sống, sự gieo vui cho cả khuôn viên của biệt thự. Bác hai mang trà ra đưa cho bà, liền ra hiệu bằng cách khẽ cục mắt. Bà nội hài lòng, khóe miệng cười tủm tỉm, ngả người ngồi tựa trên ghế thưởng trà nghe nhạc. Đã đến lúc bà cần mạnh tay hơn với cả hai đứa rồi. Bác quản gia được gọi vào, bà nội khẽ nói. Ông giúp tôi lấy thuốc trị vết thương, đưa lên cho phong hương đi. Dạ vâng, bà chủ. Không giúp nó làm gì, tự nó làm hoặc vợ nó sẽ làm dù nói nhờ ông cũng không được làm vâng ạ à, tôi nhớ rồi ngọc hà ngồi chơi đàn không để ý đến xung quanh đến giờ giấc khi có bà làm thính giả nhiệt tình yêu thích cứ hết bản nhạc này cô đệ đế luôn bản khác những bản giao hưởng nhẹ nhàng mang nhịp điệu vui vẻ tươi vui khiến cho tâm hồn dễ chịu bà ngồi nghe cháu ngồi đàn mãi đến bữa tối mới chịu kết thúc phong hưng xuống đến nhà tự nhiên đề nghị xong tấu chút không anh biết chơi đàn sao không biết chơi mà nhà tôi lại có chắc bà nội ngồi im tủm tỉm cười không xen vào ngọc hà quay ra nhìn bà dò ý thấy bà khẽ gật đầu thì quay lại ghế ngồi xuống bà nội ngồi thẳng dậy thủng thẳng uống trà đế vào phong hưng chỉ không biết vẽ thôi chứ cái gì cũng biết đấy ngọc hà thực sự rất bất ngờ vì cô chưa một lần thấy anh ta chơi piano đàn ở nhà cô đã nghĩ là mới được mua khi anh ta biết cô hay chơi đàn vậy mà không phải tưởng bở quá nhiều rồi phong hưng dẫn đàn trước hỏi thật khẽ biết bản hẹn ước tình yêu không có, nhưng mà chưa từng xong tấu Chơi với người lạ thì khớp Còn không chơi được với chồng sao Cô quay sang nhìn Chỉ thấy sườn mặt của anh ta tĩnh lặng Nhưng rõ ràng khi nãy tông giọng hơi cáu gắt Anh vào trước đi Phong hưng lướt tay mà cô tròn mắt chớp cật lực Vì sốc khi ngón tay của anh ta Quá sức thuần và nhanh Chạm tay xuống đàn khi phong hưng đã vào nhịp Cô lướt đi theo anh ta dẫn Nhưng rồi vì hồi hộp mà nhiều lúc bị lạc nhịp Anh ta còn chuyển động tay thành thục hơn cả cô nữa Con người này Cô như củi, ấy mà cũng biết chơi piano cơ đấy. Ly hôn đến nơi rồi mà cô lại bị anh ta mê muội thêm. Bà nội nhìn hai đứa cháu ngồi bên đàn hòa nhịp vô cùng thuận mắt, tâm tình vì thế mà vui vẻ không ít. Bà còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh đẹp ấy trước mắt mà cảm thán. Hai đứa thật là đẹp đôi. Âm thanh của bản nhạc ra diết nhưng kích thích thính giác của người nghe. Ngọc Hà quay sang bắt gặp ánh nhìn của chồng. Phong Hưng còn nhuền miệng cười khiến cô bị lạc nhịp đàn, hai má ửng hồng quay đi hẹn ước tình yêu được viết cho những cặp đôi yêu nhau ra diết nhưng vì lý do gì đó mà phải xa nhau họ cùng hẹn ước một ngày thật gần sẽ quay về với tình yêu còn dang dở theo như truyền thuyết thì nhạc sĩ viết bản nhạc này dành cho người yêu của mình cuối cùng ông ấy không lấy được cô gái ấy nhưng bản nhạc lại trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết cô không ngờ phong hưng lại đề nghị bản nhạc này có thể đó là lời hẹn ước anh ta từng có với ai đó nhưng cũng không thành như cha đẻ của bản nhạc bữa tối phong hưng ăn uống không ngon miệng nhưng bà nội vẫn cần mẫn ép ăn từ bây giờ tốt nhất hai đứa về đây nghỉ mỗi cuối tuần đi bà sẽ tẩm bổ cho cả hai vợ chồng chắc chắn sẽ nhanh có em bé thôi ngọc hà lờ mờ nhận ra hai ngày nay bà đã lên kế hoạch và bày tỏ quan điểm rõ ràng dứt khoát đến quyết liệt muốn vợ chồng cô có con bà công việc của con rất bận không thể tuần nào cũng về cả hai ngày cuối tuần như vậy được phong hưng phản đối nhưng ngọc hà đã ngầm hiểu sâu xa là anh ta không muốn họ có con ý tứ rõ ràng dứt khoát đến mức lạnh lùng vậy mà cô đã ngỡ anh ta có phần lung lay cơ đấy vậy sao tuần này lại về được sợ bà nội cố chấp sẽ dẫn đến căng thẳng nên cô xen vào bà nội chồng con rất bận anh ấy được nghỉ ít lắm nên cứ tuần nào được nghỉ cả hai ngày cuối tuần thì bọn con về được không ạ à? còn con sẽ cố gắng vẫn về vào ngày thứ bảy để chơi với bà chỉ có con là hiểu chuyện thôi cô thấy chồng ngưng ăn liếc nhìn mình một cái nhưng cô không hiểu ý tứ của nó là gì chẳng lẽ anh ta lại đang nghĩ cô dùng kế để níu kéo hôn nhân hay sao Xời, bây giờ cô không có nhu cầu níu kéo gì nữa hết sau bữa ăn bà ngỏ ý cùng cô ra ngoài đi dạo quanh khuôn viên biệt thự phong hưng lại không đồng ý mà ngăn cản hôm nay cô ấy đi cưỡi ngựa cả buổi chiều mệt rồi bà nên để sáng mai đi ạ à? cô nhìn anh ta xem ý tứ là gì cưỡi ngựa gì chứ anh ta đâu có cho cô cơ hội hại cô ngủ mất cả chiều rồi còn gì ngọc hà định lên tiếng phản đối nhưng anh ta lại nói tiếp bà nội con muốn nhửa cuối thoa thuốc anh bị làm sao mà phải thoa thuốc chứ lên phòng thì biết nói rồi chẳng thèm nhân nhược thêm anh ta đánh mắt ra hiệu cho cô lên phòng bà nội tủm tỉm cười nhắc được rồi bà chợt nhớ ra sắp đến giờ chiếu phim đang theo dõi con mau lên với nó đi dạ vâng ạ vậy sáng mai con sẽ dậy sớm không sao con cứ ngủ thoải mái bà không khó khăn gì nào mau lên đi còn sớm sẽ tranh thủ được nhiều thời gian cô chớp mắt nhìn bà thoáng đỏ mặt rồi chạy vèo đi không dám đối diện ở nhà cả tuần không động đến nhau mà về đây sao hai vợ chồng lại có hứng thú với nhau như vậy ngọc hà đi khuất nơi cầu thang bà nội với bác hai đến hỏi tối nay thức ăn vẫn trộn đúng không dạ vâng ạ liều dùng bác sĩ đã dặn nên dùng hết chắc chắn bà sẽ có chắc thôi đó là tôi lo lắng phong hưng yếu quá thôi nhưng thuốc có vẻ mang lại tác dụng tốt hy vọng hai đứa sớm có tin vui lần này mà không động nữa Nhất định tôi sẽ lôi Phong Hưng đi kiểm tra mới được. Phải kiểm tra cả đôi chứ bà. Ngọc Hà như thế làm gì có chuyện, bác không thấy dáng con bé rất đẹp sao, người như vậy rất dễ đậu thai, chẳng qua Phong Hưng bắt nó phải kế hoạch thôi. Chúng ta đi xem phim thôi nào." Bà thở phào nhẹ nhõm, tâm hồn thư thái khi mọi chuyện đã và đang đi đúng hướng. Ngọc Hà ngồi thoa kem dưỡng da, nhẹ lướt tay vỗ trên mặt từng nhịp đều đặn, mắt không muốn để ý đến người vừa ra khỏi nhà tắm, nhưng rồi những vết tím lằn trên lưng Phong Hưng đã không làm cô dừng dưng được nữa. Lưng anh bị làm sao thế kia? Bà nội đánh. Hả? Ngọc Hà đón lấy tuyếp thuốc bước lên giường, ngồi xuống cạnh gỡ khăn tắm ra nhìn mà chớp mắt liên hồi vì ngạc nhiên. Suốt từ bà vai xuống đến bắp chân, toàn các vết roi lằn lên, bà đánh mạnh quá rồi thì phải. Vì sao bà lại đánh anh? Do em ban cho tôi đấy. Tôi làm gì chứ? Phong Hưng không trả lời, nằm im cho cô bôi thuốc. Vừa bôi thuốc, cô vừa tủm tỉm cười khi bà nội đã giúp cô chút giận ngây ngốc đến mức cười thành tiếng. sung sướng quá nhỉ? Cô ngập ngay miệng lại khi bắt gặp ánh mắt của Phong Hưng. Lúc này nhìn anh ta đúng như kiểu miếng thịt nướng xém đang nằm cho cô chuẩn bị sơi. Muốn bỏ chồng, nhưng lại dở trò tiểu nhân. Ngọc Hà vừa bước xuống giường định đi rửa sạch thuốc trên tay, liền vì lời của anh ta nói mà sốc tận óc, cô quay mặt cáu điên. Anh nói điên loạn cái gì vậy? Anh ta xoay người, trần trụi tự nhiên ngồi dậy, lấy khăn tắm quấn ngang hông, Tất nhiên những gì cần thấy cô đều đã thấy hết rồi Không cãi nhau nữa Cô phi thẳng vào rửa tay cho sạch Rồi lại vỗ vỗ hai má nóng gian Từ hôm qua đến giờ khiến cô phát nghiện rồi sao Không đúng Ra khỏi nhà tắm Cô cắm đầu cắm cổ phi ra khỏi phòng chạy thật nhanh ra ngoài sân để hóng gió Để xua đi cái thứ cảm giác chết tiệt đang vây lấy mình Vậy mà cô lại ngửi thấy mùi thuốc cuộn vào cánh mũi Khi nãy phi ra khỏi phòng không nhìn Những tưởng phong hưng ở trong phòng Ai ngờ anh ta cũng ra đây hút thuốc rồi không hẹn mà lại giáp mặt, kéo sự ngượng ngùng nhân lên nhiều lần. Cô vừa định quay vào, thì Phong Hưng cất giọng khiêu khích. Không cần phải một bước theo tôi như vậy chứ. Tôi không theo anh. Cô dậm chân xoay người muốn về phòng, thì bị cánh tay của anh ta lôi tuột lại, xoay một vòng lưng tựa vào gốc cây. Cơ thể bị bao lấy trong lồng ngực vững chãi của chồng, mùi thuốc trên người của Phong Hưng vẫn quẩn quanh mũi. Anh ta dùng ngón tay nâng cầm cô lên, trong bóng tối mờ mịt mà cô còn thấy mắt của anh ta đen hơn cả trời đêm nữa. Cố tình nấu đồ ăn gây hưng phấn kích thích Cố tình cho bà biết bản thân uống thuốc tránh thai Cố tình vở tạo cơ hội giáp mặt Còn trò gì nữa Bày nốt ra đi xem nào Anh đang nói linh tinh cái gì vậy hả Ngây thơ vô số tội Nhưng lại luôn vờ vịt như mình thánh thiện trong sáng lắm không bằng Ngọc Hà bị xúc phạm Mà gạt tay anh ta ra Ngước đôi mắt trực sẵn nước hỏi bật lại Vì sao tôi phải làm như thế Chẳng phải để níu kéo tôi sao Tất cả những trò em bày ra không phải để quyến rũ tôi mà không ly hôn những trò em làm không qua được mắt tôi đâu ngọc hà không ngần ngại vung tay tát một cái thật lực khiến mặt của phong hưng nghiêng sang một bên cô gằn giọng mắng anh ta như tát nước vào mặt anh nghĩ mình là cái thá gì mà khiến tôi phải thay đổi mình từ lúc sinh ra tới bây giờ tôi chưa bao giờ hối hận hay làm việc trái với lương tâm đạo đức nhưng đến lúc này tôi thấy hối hận vì đã yêu anh đã đồng ý kết hôn với anh một cách dễ dàng anh có biết tôi hối tiếc nhất điều gì không đó chính là đã từng có suy nghĩ Nếu giữ một gã đàn ông tồi và cao ngạo như anh đấy Sao tôi ngu ngốc đến mức không ký đơn ly hôn luôn Mà phải đợi đến bây giờ Tiếng cô càng lúc càng méo mó Khi nước mắt chan đầy mặt Nói xong liền không kiêng rẻ Đánh thủng thụp vào ngực anh ta Rồi bất lực mà ngồi xuống Cục mặt trên gối và khóc nức nở Ngay bây giờ tôi hối hận rồi Tôi buông tay anh đây Người như anh Không xứng đáng với tình yêu của tôi Đổ chết tiệt anh ta đứng bất động rũ mắt nhìn xuống tâm tình không còn nghĩ đến cái tát vừa nhận được cô là người phụ nữ đầu tiên dám đánh chửi anh thậm tệ như vậy không những thế anh ta liên tục bị cuốn vào những tính toán mà bản thân đã đoán trước được anh ta không dễ gì để phụ nữ tính kế hay lợi dụng nhưng gần đây anh ta để mặc vợ lợi dụng ngọc hà bày trò có lúc anh ta quên mất mà nhảy vào cái bẫy vợ đặt sẵn từ đêm qua anh ta đã hổ nghi nhưng không ngăn được hành động của bản thân với vợ ngọc hà thay đổi đến chóng mặt anh ta như nhìn thấy một con người khác của cô trước kia cô hay nói cười nũng nịu yếu mềm bao nhiêu thì bây giờ như một bông hoa nở rộ mạnh mẽ và cứng rắn nhìn cô khóc lòng anh ta có chút bối rối mà khẽ nói vào nhà đi ở đây có mũi đấy anh ta đỡ cô đứng dậy nhưng ngọc hà hất ra vùng vằng chạy vào trong nhà ngọc hà có chuyện gì xảy ra vậy bác hai đụng mặt thấy cô khóc ngạc nhiên hỏi thăm phong hưng cũng theo liền phía sau ngọc hà quay lại chỉ vào anh ta là anh ấy bắt nạt cháu ạ à. Cô vậy mà tố cáo anh ta Rồi không nói thêm gì nữa Cứ vậy ấm ức đi về phòng Bỏ lại ánh nhìn dò xét của bác hai dội về phía anh ta Bác nói chuyện với cháu một lát Phòng hưng không vội đi theo vợ Đổi hướng đến sofa ngồi xuống Bác hai đến gần chờ đợi Anh ta ngẩng mặt nhìn người phụ nữ ấy hỏi thẳng Bác nấu ăn Có cho thêm thành phần đặc biệt gì vào thức ăn hay không Không có Bà gọi hai đứa về Rồi nhờ chuyên gia tư vấn dinh dưỡng để lên thực đơn bổ dưỡng cho hai vợ chồng cháu thôi. Có chuyện gì xảy ra mà cháu lại hỏi như vậy? Bác hai bình thản không chút lo lắng, khiến anh ta cũng không nghi ngờ gì, chỉ là anh ta vẫn thấy có gì đó không đúng lắm. Về đến phòng, Ngọc Hà đang nằm cuộn tròn trên ghế cạnh cửa sổ để nghe nhạc. Cô tắt hết điện phòng, mở toan cửa sổ đón ánh trăng sáng rọi vào. Ở đây không gian thoáng đãng, ánh sáng ít nên vầng trăng cứ vậy mà sáng vầng vặc, soi tỏ thân hình mảnh mai an yên trên ghế. Ngọc Hà biết anh ta đã về phòng nhưng vẫn nằm im nhìn bầu trời quang đãng trăng sáng di chuyển tròn vành vạnh trời thì đẹp phong cảnh hữu tình nhưng lòng người thì bấn loạn ngày hôm nay anh ta bị bà đánh rồi tối bị vợ đánh ai cũng thật lực chút giận nếu thức ăn không có vấn đề tại sao ham muốn lại bất ngờ tăng mạnh như vậy cứ nhìn ngọc hà mỏng manh trong bộ đồ ngủ hay động chạm vào cô là anh ta lại nổi thú tính con người anh ta nhu cầu cao nhưng không phải không kiềm chế được vậy mà từ tối qua anh ta không ngừng được việc động chạm hay hừng hực ham muốn với vợ ngay lúc này khi nhìn vợ an nhiên tự tại nằm kia anh ta lại muốn chạm tới ngọc hà nghe thấy tiếng bước chân di chuyển rồi tiếng nước xả ầm ầm mà không nhịn được ngẩng mặt lên nhìn vào phòng tắm nhớ lại lời anh ta nói khi nãy cô cũng hoài nghi về đồ ăn mà bác hai chuẩn bị cô bị hút vào phong hưng ham muốn dứt lấy cơ thể cứ như người vừa mới động vào trái cấm ăn chưa đã thèm anh ta mở cửa phòng tắm cô lại vờ nằm xuống nhắm mắt vừa mắng chửi anh ta như vậy nhưng cô lại không điều khiển được cơ thể đang khó chịu không thôi mùi hương gỗ đàn thực sự rất gần cô không dám động cứ nằm yên lặng nhắm mắt bàn tay lạnh buốt chạm xuống mặt chạm vào những sợi tóc lòa xòa khiến cô dùng mình mà khó chịu mở mắt dưới ánh trăng cô vẫn thấy má anh ta đỏ in dấu ngón tay của mình lần đầu cô đánh người lại còn đánh rất mạnh má anh ta đỏ lên có chút sưng nơi khóe môi vậy nhưng chẳng khiến cô thương xót mà lạnh mặt nói nếu định xin lỗi thì không cần đâu Cô giận dỗi xoay người tránh bàn tay của anh ta, còn chủ động kéo váy ngủ thấp xuống để anh ta khỏi nói cô quyến rũ. Thực sự muốn ly hôn sao? Cô không nghĩ anh ta hỏi như vậy nên khá bất ngờ, nhưng rồi dứt khoát ừ một tiếng, đã vậy còn diễu hoặc. Rất muốn, đừng nói với tôi, anh lại lật lọng đấy nhá. Đi công tác về tôi sẽ gửi đơn. Cũng được, nhanh lên một chút đi. Lần đầu cô nói đến chuyện ly hôn lại nhẹ nhàng như vậy, còn anh ta thì không dễ chịu đến như thế. Cô xoay mặt lại, nên không nhìn thấy một đường hằn sâu trên trán đôi mắt anh ta trở nên sâu thẳm khó đoán không khí bị nuốt trong màn đêm yên tĩnh khoảng cách rất gần nhau anh ta vẫn không rời đi và cô cũng không động đậy vậy nhưng ngọc hà lại cảm nhận được anh ta đang nhìn mình nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống thật lâu sau anh ta lên tiếng nhắc nhở lên giường ngủ đi nằm đây đêm sẽ lạnh đấy anh ngủ trước đi ờ anh ta đứng dậy nhưng cô không nghe thấy tiếng bước chân rời đi Vậy nên cô vẫn nằm im không nhúc nhích Cô biết anh ta cũng đang rơi vào tình trạng giống mình Hôm nay còn cồn cào hơn buổi tối ngày hôm qua Là do cảm xúc vẫn còn động lại Có thể chẳng có chất xúc tác nào như anh ta nghi ngờ cả Chỉ là không gian lãng mạn ở đây Đã khiến cơ thể nảy sinh mong muốn nhiều hơn Vậy nhưng việc ly hôn đã khiến mọi chuyện trở nên ngượng ngạo Cô xoay người ngồi dậy Với tay đóng cửa khi gió đã mạnh hơn Ánh mắt luôn làng tránh người trong phòng Không khí vô cùng ám muội Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp thở nặng nề bất ổn của đối phương chỉ cần một người tiến vào mọi vỏ bọc sẽ bị phá vỡ ngọc hà hít thở sâu vòng sang phía sau ngược lại với phong hưng mà đi về giường nằm xuống cố du mình vào giấc ngủ để quên đi thực tại chăn trên người bị lật ra cô trợn mắt nhìn phong hưng xả xuống nhanh như cắt vùi đầu hôn trên cổ cô giọng trầm thấp được không anh ta không nhìn cô để hỏi ý bộ dạng thiếu tự tin này cô chưa từng thấy ở con người cao ngạo này anh vừa mắng tôi xong đấy, đồ lật lọng. Phong Hưng ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt vợ phím hồng, cánh môi đỏ mọc cong lên ấm ức giận dỗi. Cô không biết rằng anh ta rất thích biểu hiện này của cô. Em có thấy bản thân mong muốn với tôi một cách bất thường không? Có. Chẳng lẽ là bà đã tác động sao? Rõ ràng như vậy rồi còn hỏi. Cô ngứa ngáy bất dứt khó chịu không thôi. Anh ta đè trên người cô, úp mặt trên cổ nhưng không hành động gì mà chờ đợi. Hôm nay tôi đã uống thuốc rồi, không thể tiếp tục uống vào ngày mai nữa đâu cô không trực tiếp từ chối nói lời rõ ràng về việc sẽ không để có con anh ta khẽ gật đầu cái gì đang diễn ra cả hai đều không còn chú ý nữa ngọc hà cong người lọt vào tầm mắt anh ta là sự quyến rũ mê người chính anh ta không hiểu điều gì đang xảy ra với bản thân mình thuốc là một phần nhưng nội tâm anh ta chưa từng bị chi phối đến như vậy khi tỉnh táo rồi trong đầu anh ta vẫn lờn vờn hình ảnh của họ rồi bản thân lại không thể cưỡng lại đêm rất dài cả hai như bị nghiện mà làm đến khi mệt rũ người, đến khi vắt kiệt sức, cô co cóp trong lồng ngực của anh ta mà thiếp đi. Khi chuông báo thức vang lên, Ngọc Hà vẫn lùng ngủm bò dậy, xuống khỏi giường với cơ thể mỏi nhừ, đau nhức không thôi. Cả người toàn vết nham nhở sau nhiều cuộc yêu điên dại, cô xấu hổ với những gì đang diễn ra nhưng không thể ngăn được cảm xúc của mình. Trong chuyện này, cớ sao hai người lại hòa hợp đến như thế? Tắm rửa xong xuống dưới nhà, bà nội cũng vừa đi tập dưỡng sinh về liền cười nói cháu dậy sớm vậy đợi bà rồi ăn sáng vâng ạ bác hai đưa cho cô một đĩa khoai đã được bóc cắt thành từng miếng xếp xinh xắn trên đĩa nhắc bà muốn ăn sáng ngoài vườn cháu mang ra đi bác ép nước quả và làm thêm bánh mì bà ăn sáng đơn giản thế này thôi ạ tuần hai ngày cháu gái ạ khoai lang rất tốt cho sức khỏe và hiệu tiêu hóa của người già đấy vậy sáng nay cháu cũng ăn khoai ngọc ngọc hà ra vườn lau bàn chờ đợi chỉ một lát bà nội cũng ra tới dù đã 80 tuổi nhưng bà vẫn còn nhanh nhẹn, da rẻ nhuận hồng, vóc dáng mảnh khảnh thanh thoát, già còn như vậy, chắc hẳn khi còn trẻ sẽ rất đẹp. Bà nội, bí quyết khỏe mạnh đẹp trường tồn thời gian là gì vậy ạ? À? Bà cho con xin bí quyết đi ạ. À? Con bé này, bà sắp xuống lỗ đến nơi rồi, còn bí quyết cái gì chứ. Trước kia, khi còn trẻ, bà từng làm đến bộ trưởng, cả nhà Phong Hưng ai cũng làm lớn, mấy đời cứ nối nhau làm chính trị, ông nội còn làm cấp rất cao trong quân đội. Ba chồng cô bây giờ đang làm phó thủ tướng, mẹ chồng là mẹ kế của Phong Hưng, cũng làm phó bí thư tỉnh ủy. Có lẽ chỉ mẹ đẻ anh không làm chính trị, nhưng tiếc là bà đã mất sớm do bị bắn. Bác hai mang ra hai cốc nước cam, thêm đĩa bánh sandwich đặt trên bàn. Đợi cho bác hai đi khuất, bà nội đưa cho cô miếng bánh nhẹ nói. Quan hệ vợ chồng cũng như bánh này, mọi thứ hỏa quyện vừa đủ sẽ ngon miệng. Chỉ cần miếng thịt rơi ra, bánh sẽ không còn ngon nữa. Con ăn thử đi, bà làm đấy. Con xin bà, con mời bà ạ ngọc hà đón lấy miếng bánh bằng cả hai tay mang lên miệng ăn sốt trong bánh cùng thịt và rau đều vừa phải không đầy để bị rớt ra ngoài ngon chứ dạ rất ngon ạ bà cho sốt gì ngon vậy ạ đậm vị không ngấy lại quyện vào rau và thịt nữa cháu nhận xét giống hệt mẹ phong hưng cô ngây người cười cười tiếp tục ăn bánh ngoài gì mai chi làm ra thì đây là miếng bánh của người thứ hai làm mà cô thấy ngon đến như vậy vợ chồng còn trẻ Lúc nào cũng phải mặn nồng thì hạnh phúc mới bền lâu được. Nhìn nhau mà có cảm giác muốn thưởng thức một bữa ăn ngon, nhưng hai đứa nhìn nhau lại khô như ngói ấy. Bà nội, là do con chưa tốt. Bà nội xua tay, lấy lại bánh cho cô ép ăn thêm. Ngọc Hà lấy dĩa, xâm miếng khoai đưa cho bà lễ phép nói. Chuyện vợ chồng con khiến bà phiền lòng rồi ạ. Gần đây, thấy con về một mình mà hay ngẩn ngơ là bà biết rồi. Phong Hưng đối xử với con tệ lắm phải không? Hôm qua, Bà đã dạy dỗ nó một trận rồi Cô gật đầu tít mắt cười Nhưng khóe mắt lại cay cay Nếu bà biết cô đã chủ động ly hôn Chắc chắn sẽ thất vọng lắm Bà nội, có phải vì thế mà trong thức ăn của vợ chồng con Bà đã... Cô ngại đỏ mặt mà ngập ngừng Nhưng bà đã đế luôn Có phải là rất hiệu quả không Đó không phải là thuốc hại người gì đâu Đó là loại thuốc bổ dưỡng gia truyền Của tiệm thuốc nam mà bà hay mua thôi Không hại sức khỏe gì hết Nhìn cháu kìa, mặt mũi hồng hào xinh đẹp Phụ nữ ấy à, tâm tình thoải mái sẽ sản sinh ra hormone tích cực khiến cơ thể dạng dỡ trẻ đẹp hơn. Bà đã cắt cả thuốc bổ cho cháu rồi, nhớ mang về sắc uống, đến khi có thai thì thôi. Ngọc Hà nghe bà nói mà đơ cả người ra, cô không nghĩ bà lại hiện đại đến như vậy. Đúng là hai ngày nay, cô thấy rất thoải mái khi gần gũi, không mệt mỏi nhiều, tâm trạng hưng phấn. Chuyện vợ chồng hòa hợp là đòn bẩy của hạnh phúc đấy. Tuổi hai đứa còn trẻ phải tận hưởng đi. Sau đợt này, chắc chắn thái độ của phong hưng với con sẽ khác vợ chồng giận nhau đầu giường cuối giường làm hòa đừng để đến lúc mỗi đứa một giường sẽ không còn cứu vãn được nữa đâu con chưa muốn có con bà nội cũng không ép nhưng nhất định phải hạnh phúc phong hưng gây khó dễ phải nói với bà để bà dạy dỗ nó nghe chưa bà nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục nói mẹ phong hưng mất sớm rồi ba nó mới đi bước nữa nên cũng thiệt thòi nhà lại có mỗi mình nó nên không tránh được chiều chuộc mà sinh ra ích kỷ nhưng bà tin là con sẽ khiến nó thay đổi tính cách bọn con hơi trái ngược nhau ạ con không cần phải nhìn sắc mặt của nó hay thay đổi bản thân làm gì nó là đàn ông phải nhường nhịn vợ là chuyện đương nhiên chiều chồng quá cũng không tốt đâu nó sẽ sinh hư đấy con phải nóng lạnh đan sen không được để mình bị lấn lướt bản thân con phải trở thành một liều thuốc bổ đắt giá để mà muốn có được cũng khó chứ đừng là một liều thuốc đắng mà không ai muốn uống con chỉ cần thật lòng chứ không dốc hết lòng Ngọc Hà nuốt hết những lời ấy, càng ngày càng thấy bà đúng là tuyệt đỉnh gia nhân rồi. Ly hôn có lẽ người cô lo lắng nhất và thấy khó nghĩ nhất chính là bà nội. Dốc lòng dốc sức vì hai vợ chồng cháu trai, rồi vẫn không đâu đến đâu. Dạ, con cảm ơn bà. Anh ấy rất hay bắt nạt con. Hôm qua con tức quá, đánh anh ấy một cái ạ. Bà tưởng con nhìn nó đã sợ rồi chứ, không ngờ dám hành hung luôn cơ. Tuyên Dương và Phát Huy nghe chưa? Bà uống nước khẽ thở dài nhìn cô nói tiếp con lấy phong hưng chắc cũng hiểu tính cách của nó từ bé nó đã không bao giờ quỵ lụy hay xin xỏ ai kể cả khi bị ông hay ba nó phạt đánh có vẻ như nó hơi cố chấp có chút bảo thủ nhưng bà lại tin nó không phải là người xấu đàn ông thiếu sự lãng mạn phụ nữ rất thiệt thòi tính phong hưng hệt như ông nội nó vậy nên bà hiểu cháu của mình nhưng con yên tâm bà đứng về phía con trong mọi việc dạ con nhớ lời bà nói rồi ạ bà sẽ lại đánh nó nếu nó làm con buồn ngọc hà gật đầu khúc khích cười thành tiếng hai người cùng mất mẹ sớm nhưng lại không thể tâm đầu ý hợp đến chọn đời chọn kiếp mọi thứ giữa cô và phong hưng đều là mong ước của nhiều người nhưng cuối cùng thứ quan trọng nhất lại không thể có được yêu đơn phương rồi cũng đến lúc phải kết thúc sau bữa trưa cô nhận được điện thoại của nam khánh nên ra ngoài sân để nghe vâng em đây hôm nay em không về nhà sao không ạ à, em về thăm bà nội của phong hưng nên là chiều tối mới trở về thành phố ạ à. Tối nay gặp em được không? Mai anh về Tây Nam rồi Chắc là không ạ, anh đi bình an nhé Lần này đi thì chăm chỉ về nhà đấy Ừ, nửa tháng nữa anh lại có việc về đây Nhưng mà anh có chuyện muốn nói với em ngay Liên quan đến chồng em Ngọc Hà nhẹ cười Trước kia cô sẽ rất quan tâm Nhưng bây giờ lại hời hợt Vậy sao? Những gì có thể biết em đều đã biết rồi Anh đừng tìm hiểu gì về chồng em cả Anh ta phản bội em Sau lưng em còn cặp bồ mà em không quan tâm sao Quá khứ anh ta có rất nhiều cô gái thậm chí còn có tình cảm lâu dài nữa hà vì sao lại lấy người đàn ông như vậy vì em yêu anh ấy anh đừng mất công điều tra nữa được không cô để điện thoại chờ bên kia nói nhưng chỉ nghe thấy hơi thở khó chịu của nam khánh cuối cùng thì cô chủ động tắt máy trước trên xe trở về nhà ngọc hà không nói chuyện mà chỉ thả hồn ngắm cảnh xung quanh trước khi về với thành phố náo nhiệt về với quyết định mà mình đã đưa ra vừa về nhà cô vào phòng vẽ lấy giá và giấy ra vẽ lại chân dung của bà nội ngồi uống trà trong buổi sáng hôm nay cô muốn lưu lại khoảnh khắc vui vẻ của bà để khi kết thúc với phong hưng bà sẽ hiểu và không trách cô bức tranh coi như là món quà tinh thần mà cô sẽ gửi đến để xin lỗi bà ngồi gần 2 giờ cô mới phát họa xong tranh nhưng chỉ tạm hài lòng trời sẩm tối cô mang đồ cất đi vào nhà để chuẩn bị bữa tối hôm nay bác và chị hồng định nấu món gì đấy ạ à? ngọc hà ghé vào bếp đảo qua rồi lấy tạp dề mặc vào người sao cháu bảo sẽ không nấu cho cậu ấy ăn nữa cơ mà lần cuối cùng ạ à, bác nhặt rau đi, để cá đấy cháu sơ chế cho dù anh ta nói sẽ không để cô rời đi nhưng bản thân cô không muốn tiếp tục ở lại bà nội nói đúng cô chỉ nên thật lòng chứ không hết lòng nữa để bản thân có thể dễ dàng buông bỏ một quá khứ một ký ức về một con người phong hưng được gọi xuống nhà ăn tối nhìn thấy Ngọc Hà nấu nướng khóe miệng cong lên ý vui vẻ mang cơm đến cho phong hưng cô cũng ngồi xuống ăn mà không nói gì đến khi gần hết bữa cơm cô mới thong thả nói dù sau này chị hồng nấu không ngon thì anh cũng cố mà ăn ăn dần rồi sẽ quen thôi mà không đúng nếu hạnh phúc thì ăn gì cũng sẽ ngon miệng phong hưng nhíu mày nhìn cô không hiểu gì nhưng ngọc hà không nhìn lại mà tiếp tục nói tôi sẽ chuyển ra ngoài khi nào tòa án gọi sẽ có mặt việc trong tầm tay của anh nên có thể nào bỏ qua những thủ tục lằng nhằng mà giải quyết nhanh một chút được không ăn cơm đi rồi nói chuyện anh ta vẫn như vậy vô cùng bình tĩnh trước mọi việc. Ngọc Hà cũng không cố chấp quá đáng để anh ta ăn cơm. Cô ăn cơm xong trước, liền đứng dậy rời đi. Phong Hưng buông đũa, bảo lại bắt cơm chưa ăn hết. Ba Hoa, dọn hộ tôi. Vâng, cậu không ăn nữa sao? Anh ta đứng dậy, nhận điện thoại của Chỉ Văn giải quyết công việc mà không trả lời. Chẳng lâu sau đó, Chỉ Văn có mặt đón Phong Hưng. Ngọc Hà cũng giúp anh ta xếp xong đồ để đi công tác. Anh đi bao lâu sẽ về? Khoảng 10 ngày hoặc 2 tuần. Đợi tôi về rồi nói chuyện. Được rồi, đi đi, không chỉ văn đợi đấy. Ra đến cửa anh ta ngưng bước chân hỏi. Không hỏi tôi đi đâu sao? Tôi đã nói sẽ thả tự do cho anh, nên chuyện anh đi đâu không cần phải biết nữa. Nói rồi cô lấy đồ chuẩn bị đi tắm, còn anh ta đứng đó, tự dưng nhớ đến việc trước kia, mỗi lần anh ta đi công tác, cô ôm không muốn buông, còn hỏi rất nhiều lần bao giờ sẽ về, sẽ đi đâu, đi cùng những ai, rồi níu kéo nũng nịu. Không muốn anh đi chút nào. Ngoan, ở nhà xong việc anh sẽ về cô sẽ bám trên người anh ta xuống đến tận xe có lúc còn theo ra tận sân bay để đưa tiễn anh ta vậy mà lại nhớ những chuyện cũ dù mới xảy ra nhưng sao lại thấy như từ rất lâu rồi vậy chỉ văn thấy anh ta xuống một mình thì ngó ra sau buột miệng hỏi phu nhân không tiễn ngài ạ à? đi thôi ngọc hà đứng trên phòng vén rèm cửa nhìn xuống anh ta cũng ngẩng mặt lên dù ánh mắt chạm nhau nhưng cô không rời mắt đi mà vẫn đối mắt đầy lạnh lùng đầy xa cách xe chậm chậm đi khuất cô vẫn đứng đó im lặng Vũ về bản thân như tự chữa đi những tổn thương trong lòng Đợi thêm vài ngày nữa cũng không sao cả Những ngày anh ta không có nhà Cô thấy trống vắng và hay nhớ tới Anh ta không yêu Nhưng cô lại yêu Thì nhớ là chuyện bình thường Trong nhà đâu đâu cô cũng cảm nhận được hơi thở Sự quen thuộc của người đàn ông ấy Phong Hưng Anh đẹp trai tài giỏi như vậy Sao lại lấy vợ muộn thế Không phải bây giờ em mới đủ tuổi lấy chồng sao Không phải là do anh ế đấy Anh không chấp cô chỉ cười trừ Vậy mà cô lại không nhận ra Người ta miễn cưỡng kết hôn với mình Cô cố tỉnh quên Còn Phong Hưng ngày nào cũng nhắn tin cho cô Chỉ vu vơ hỏi ăn cơm chưa Hay nói cho cô những chuyện ở Bắc Kinh Nào là thức ăn ngon, phong cảnh đẹp và thời tiết đẹp Còn hỏi cô nếu muốn sẽ đưa đến đây chơi Hình như cô nhớ Có lần mình đã từng bày tỏ mong muốn đến vạn lý trường thành Anh ta nhắn rất nhiều Nhưng cô không đáp lời Dần dần cô phải học cách lơ anh ta đi Không còn quá chú tâm vô vập nhận tin nhắn Và trả lời ngay nữa không thấy cô nhắn lại Ngày thứ ba anh ta gọi điện thoại Nhưng cô cũng không nghe Cứ vậy cô không trả lời tin nhắn Chỉ lặng lặng đọc và thả biểu tượng cảm xúc Báo mình đã tiếp nhận Nhưng không nghe một cuộc gọi nào cả Tập thể dục xong Ngọc Hà lên sân thượng Ngồi bệt xuống thành bể bơi Đung đưa chân nghịch nước Từ sân thượng này có thể đưa tầm mắt nhìn view xung quanh nhưng lại không thể thấy được ánh trăng sáng như trên nhà bà. Khi nước trong bể đã được làm ấm, cô cởi quần áo trên người nhảy xuống nước, lặn sâu xuống đáy bể, nhặt lại chiếc nhẫn mình đã tháo ra và ném xuống. Vừa nhô lên bám vào thành bể, mắt đã chạm đến người vừa xuất hiện. Cô vậy mà quên mất, anh ta thông báo hôm nay sẽ về. Hình như cô đã làm quen được việc không có anh ta ở trong đầu rồi, thật là tốt. Phong Hưng vẫn nguyên quần Âu áo sơ mi, chưa kịp thay ngồi trên ghế hút thuốc. Ánh mắt nhìn đến cô, đầu mày hơi trao lại, khiến khuôn mặt trở nên khó tính hơn. Về nhà vợ không chào đón, còn nhìn anh ta như không khí, tức là đúng rồi, Ngọc Hà đặt chiếc nhẫn lên thành bể không bắt lời, cứ vậy lở đi rồi lướt người trườn trên nước, bơi dọc bể nhiều vòng. Đến khi cơ thể căng giãn hết cỡ, mới lên bờ đón lấy khăn bông từ tay anh ta nhàn nhạt, nhạt nói. Cảm ơn. Ngồi trên ghế, cô thấy chiếc nhẫn đã được nhặt lên bàn, nhưng không cầm đến mà để nó nằm cô đơn ở đó. Phong Hưng lại gần nhặt lấy chiếc nhẫn đưa tới trước mặt cô nói. Của em. Trả lại anh đấy. Sắp ly hôn rồi, nên tôi thấy không cần thiết nữa. Chiếc nhẫn trên tay Phong Hưng trở nên thừa thãi vì bị hắt hủi mà trượt vào lòng bàn tay nắm chắc, siết lấy. Các khớp tay kêu răng rắc nhưng Ngọc Hà vẫn tỉnh bơ không mảy may để tâm. Anh ta ngồi xuống ghế chưa kịp nói gì thì Ngọc Hà đã lên tiếng trước. Mấy hôm trước về thăm bà, tôi đã nói chuyện với bà nội rất lâu, cũng nói chúng ta không hợp nhau để dò ý tứ của bà. Vì sao em lại quyết định nhanh như vậy? Anh ta bỗng ngắt lời cô, ánh nhìn thiêu đốt dội tới, Ngọc Hà khẽ cười. Chẳng phải đó là điều anh muốn sao Tôi đã có thời gian để suy nghĩ Thiết nghĩ cũng đã đủ rồi Anh biết bà nói gì với tôi không Bà nói tôi đừng cố chấp thay đổi mình vì ai cả Và cũng không thể mong người khác thay đổi vì mình Cách tốt nhất là chấp nhận Và dung hòa để sự đối lập Trở nên bù trừ rồi hoàn thiện Hôn nhân của chúng ta sớm đã định Sẽ phải kết thúc Nhưng tôi lại cố chấp níu kéo Khiến anh khó chịu Và bản thân tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì Tình yêu không giống tình dục Một thứ là tiếng nói con tim còn một thứ là bản năng anh có thể lên giường với bất kỳ ai nhưng không thể ai cũng yêu tôi đối với anh đã hết lòng còn anh đối với tôi chỉ là sự phản bội vô tâm và tàn nhẫn anh nói sẽ khiến tôi tự động buông tay cuối cùng thì anh cũng đã làm được rồi vì sao em không trả lời điện thoại của tôi anh ta lờ đi lời cô nói còn hỏi điều chẳng liên quan như đang chất vấn cho sự vô tâm của cô chuyện ấy còn quan trọng nữa không đã quyết định ly hôn rồi thì dứt khoát buông tay đi anh nhắn tin gọi điện cho tôi để làm gì đừng làm những việc vô nghĩa ấy nữa thấy anh ta ngồi lặng thinh cô không đủ kiên nhẫn chờ đợi nên đứng dậy khi đã bước vào thang máy mới nghe thấy anh ta nói tôi cũng cần có thời gian suy nghĩ vậy nhưng cô lờ đi coi như không nghe thấy có thể vì những ngày ở nhà bà hai người quan hệ gần gũi với nhau khiến anh ta có chút lưỡng lự cô là vợ chứ không phải tình nhân hôn nhân không phải chỉ có tình dục mà cần rất nhiều thứ nữa cô chỉ đợi anh ta đi công tác về để chuyển nhà đi chờ tòa án giải quyết là xong khi ấy sẽ nói chuyện với ba nhận lỗi với bà về phòng ngọc hà lên mạng tìm dịch vụ chuyển đồ đặt lịch mới gọi cho bác hoa lên phòng bác sang phòng bên xếp cẩn thận túi và giày dép của cháu vào hộp giúp cháu với cẩn thận một chút đừng để bị hỏng dáng sao tự dưng lại dọn đồ chứ mà cháu sẽ chuyển đi bác dọn xong cho cháu cháu cũng dọn đồ của mình rồi sang ở với cháu nếu bác muốn ở lại đây thì cháu sẽ nói với phong hưng hà đã xảy ra chuyện gì vậy bọn cháu sẽ ly hôn ạ hà à. bác hoa ngỡ ngàng lẫn sốc mà rơi nước mắt ngọc hà đưa chìa khóa phòng chứa đồ đầy bác đi đồ của cô rất nhiều khi lấy chồng đã mang hết đồ cá nhân sở hữu về đây còn tự mình thiết kế chuẩn bị phòng thật cẩn thận vậy mà không ngờ có lúc lại ra đi nếu biết thế cô đã chẳng khuân hết đi khỏi nhà làm gì cô đang chuẩn bị gấp quần áo thì cánh cửa phòng bị đẩy ra phòng hưng gấp gáp đi vào phòng nổi nóng tôi đã nói chừng nào chưa ly hôn xong em sẽ không đi đâu cơ mà vì sao tôi phải làm như vậy ngài tránh án chỉ cần ngài muốn thì ngay ngày mai chuyện ly hôn của anh và tôi sẽ được giải quyết xong không phải sao đơn tôi đã ký rồi anh cũng đã ký không chút do dự vậy thì giữ tôi ở nhà làm gì chẳng lẽ thời gian qua anh đã có tình cảm với tôi rồi sao vậy thì tôi có thể khẳng định đó là ham muốn chứ không phải là tình yêu nếu chỉ vì chuyện đó mà anh lung lay thì sớm muộn gì tôi vẫn bị đá mà thôi nếu em quyết định rời đi khi chưa hoàn thành thủ tục tôi sẽ nói với hai gia đình mọi chuyện phong hưng tôi không nghĩ anh lại tiểu nhân đến như thế đâu tôi chính là như vậy đấy em sẽ không rời được khỏi nhà này chừng nào chưa có quyết định ly hôn nói rồi anh ta rời khỏi nhà chẳng bao lâu tiếng động cơ xe xa dần ngọc hà cũng không cố chấp dọn đồ nữa bác hoa vậy mà cũng chưa dọn đồ thấy cô xuống nhà liền đi theo cháu có muốn uống gì không bác thất vọng về cháu lắm phải không ạ Ngọc Hà, bác đã sống cùng với cháu từ lúc 38 tuổi đến bây giờ đã 61 tuổi rồi. Lúc nào bác cũng tự hào về cháu, chưa một thời khắc nào thất vọng cả. Cháu quyết định ly hôn chắc chắn sẽ có lý do, vậy nhưng bác nắm lấy tay cô, bác không muốn nhìn thấy cháu tan vỡ hôn nhân. Nhưng mà anh ấy không yêu cháu. Cách đây hơn 3 tháng anh ấy đã muốn ly hôn rồi. Cháu đã níu kéo nhưng không thành, vậy nên cháu không muốn lừa dối cảm xúc của bản thân không muốn để bà nội hy vọng nữa bà rất tốt với cháu ly hôn để anh ấy cưới người mình muốn còn mau sinh chất nội cho bà bao nhiêu cảm xúc dồn nén như vỡ ỏa trong tiếng khóc nấc càng khóc càng đau lòng mà nước mắt cứ xối ra như mưa vừa nói cô vừa nấc lên tội nghiệp anh ấy có thể để người khác mang thai nhưng nhất định không cho cháu làm việc ấy trong mắt anh ấy cháu không xứng đáng bà nội rất mong có chắt nên đã cố gắng thúc đẩy thậm chí là đánh anh ấy nhưng người ta vẫn không muốn cháu thất bại rồi anh ấy không yêu cháu cháu cũng không muốn hôn nhân tan vỡ nhưng quyết định không nằm ở cháu đâu bác à tất cả mọi chuyện xảy ra anh ta không một lời giải thích những việc làm xấu xa đã làm với cô trong thời gian qua cũng chẳng giấu giếm danh kiệt rụt tắt điếu thuốc vào gạt tàn rót rượu cho người bên cạnh mỉa mai chẳng phải cậu nói là không yêu cô ấy rồi muốn ly hôn hay sao bây giờ đạt được ước nguyện phải mở tiệc mà ăn mừng đi chứ Sao lại gọi tôi đến đây uống rượu Để phải chứng kiến vẻ mặt ảm đạm này của cậu vậy Nói ít lại Không ai bảo cậu câm đâu Tôi nói cậu nghe Chính là cậu đang tiếc đấy Tiếc vì cô ấy không còn muốn níu giữ nữa Nếu không yêu cậu giữ người ta làm gì Con mẹ nhà cậu nói chứ Đừng nói với tôi cậu đã rung động với vợ rồi nhá Không có Anh ta uống rượu Nhưng rồi bản thân lại rơi vào phút trầm lặng Anh ta không hiểu chính mình đang muốn gì Khi bị cô gạt khỏi cuộc sống khi bị cô lở đi coi như không khí giây phút nhìn thấy cô ném nhẫn xuống hồ anh ta rất giận nhưng lại trơ mắt nhìn không thể nổi cáu nhìn thấy sự ghét bỏ lạnh lùng kiêu ngạo trong mắt cô anh ta như nhìn thấy người khác chứ không còn là cô gái vô tư cười nói hay làm nũng quấn quít anh ta nữa cô đã trưởng thành rồi thì phải nhân viên mang thêm rượu vào danh kiệt liền hỏi thăm cẩm tú đến đây chưa chị ấy vừa mới đến ạ à? phong hưng trợn mắt nhìn danh kiệt sớm đã đứng dậy anh ta chưa kịp nói gì thì danh kiệt đã ra khỏi phòng còn chẳng kịp tạm biệt anh ta nữa này quay lại đây uống một mình đi danh kiệt đóng dầm cửa lại không một chút nhân nhượng không còn người uống cùng anh ta rót thêm một cốc nước rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngọc thư từ nhà vệ sinh đi ra liền nhìn thấy phong hưng thì chạy ào đến chào anh rể hôm nay anh cũng đến ba uống rượu sao em cũng ở đây à dạ hôm nay là sinh nhật em đấy anh mau gọi chị hà sang phòng bên đây với bọn em đi anh đi một mình không tiện để mai anh gửi quà sinh nhật cho em ôi chao có gì mà không tiện anh vào uống chúc mừng em một ly không được sao ở nhà chẳng ai nhớ đến sinh nhật của em cả chẳng để cho phong hưng từ chối ngọc thư kéo theo anh rể của mình vào phòng có bạn bè của mình đang ngồi chơi uống rượu ồn ã người trong phòng nhìn thấy phong hưng đều nhận ra mà đứng dậy chào hỏi tránh án sao lại ngọc thư xua tay nói không cần câu nệ đâu anh ấy là anh rể của em đấy vậy sao em không nói sớm người nhà làm lớn phải bám chân đi chứ. Anh ấy không cho em ỉ lại mà lười nhác. Nào, rót rượu cho anh ấy hộ em với. Phong Hưng ngồi xuống ghế cạnh Ngọc Thư, đòn lấy cốc rượu rồi chạm cốc chúc mừng sinh nhật cho cô ấy. Chỉ Văn được gọi bất ngờ đi mua hoa và quà sinh nhật, anh quay sang bà xã hỏi. Vợ, giúp anh đi chọn quà cho em vợ tranh án được không? Anh vừa mới đi công tác về, rồi lại bị gọi đi sao? Cầu nhàu vậy nhưng cuối cùng cô vẫn giúp chồng đi mua hoa và chọn được một chiếc túi sách sao đắt vậy anh? Mua đồ cho ngài ấy luôn phải là hàng hiệu, quà tặng em vợ nữa, nên chắc cũng đầu tư hơn. Anh mang đến quán bar, nhờ nhân viên mang vào cho Phong Hưng rồi ra xe. Nghĩ sao anh lại nhắn tin cho Ngọc Hà nói. Phu nhân, quả tranh án mua cho em gái cô là do tôi chọn. Cô dặn cô ấy nếu không thích thì giữ lại hóa đơn đi đổi nhé. Ngọc Thư uống nhiều đến ngồi không vững nhưng vẫn thích uống. Đồng nghiệp giải rắc về dần, Phong Hưng cũng đứng dậy hỏi. Em có muốn về luôn không? Anh gọi người đưa về. Trong nhà chẳng ai nhớ đến sinh nhật của em Tự dưng Ngọc Thư rơi nước mắt Nói trong tủi hờn Khiến Phong Hưng ngưng ý định rời đi Mà ngồi lại xuống ghế an ủi Ba và dì đi công tác Nên chưa về chúc mừng em thôi Cô lắc đầu ngoài ngoại Em được nhận nuôi Vì ba em đã cứu sống ba nuôi em Em biết mình chẳng có quyền đòi hỏi gì Nhưng có lúc Em rất ghen tị với chị Hà Ai cũng coi chị ấy là trung tâm Cái gì chị ấy cũng nổi bật dù em có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là một cái bóng bên cạnh chị hà mà thôi có lúc em thấy cuộc đời thật yêu ái cho chị ấy mỗi người có một cuộc đời em sống tốt của mình là được anh ta không an ủi ai bao giờ nhưng cũng không thích nghe người khác suy bì tị nạnh việc gia đình yêu ái ngọc hà hơn là điều dễ hiểu thôi anh đừng hiểu lầm em em rất quý chị ấy còn thập phần ngưỡng mộ nữa bây giờ chồng chị ấy cũng là một người đàn ông yêu tú vậy mà người đàn ông em yêu cũng yêu chị ấy tối nay em định mời anh ấy đi ăn còn người ta lại gọi điện thân mật mời chị ấy chị ấy không đi thì anh ấy lại một mình ra khỏi nhà có lẽ là đi uống rượu rồi ngọc thư ngất ngường ngồi không vững nói hết những bức xúc đang dồn trong lòng vừa khóc vừa cười em đang nói đến ai anh trai của bọn em em nói anh nghe anh ấy rất thích chị hà đấy biết chị hà đã kết hôn anh ấy đau lòng mà say rượu trách móc gì và ba tại sao lại gả chị ấy đi Tại sao ai cũng chú ý đến chị ấy Anh rể Có phải em rất xấu tính khi ghen tị với chị của mình không Phong Hưng không trả lời mà nhíu mày hỏi Hôm ở đại sứ quán Em ghen tị với vợ anh Nên tính kế cô ấy phải không Ngọc Thư đổ người không còn tỉnh táo Nhưng vẫn lắc đầu ngoài nguậy. Em giúp anh thôi Phong Hưng lay gọi Nhưng Ngọc Thư say không biết trời đất nữa Anh ta gọi thanh toán hóa đơn Rồi xốc Ngọc Thư trên tay rời đi ngọc hà chăm sóc da mặt xong đi xuống nhà mở tivi phòng khách lên xem lúc này mới thấy điện thoại nhấp nháy nên mở điện thoại đọc tin nhắn của Trì văn cô gọi lại luôn cho anh ta hỏi phong hưng kêu anh mua quà cho em gái tôi sao vâng ạ tôi đi cùng vợ nên không vào nhưng đã nhờ nhân viên của chị tú mang vào em gái phu nhân chưa nhận được sao nói xong anh ta mới giật mình hỏi dồn phu nhân không đi cùng với tranh án sao ạ không ngọc hà trả lời cụt lùn rồi tắt điện thoại cô đòi ly hôn thì anh ta không dứt khoát cũng không nói rõ ràng vội vội vàng vàng ra khỏi nhà là đi dự sinh nhật của ngọc thư thế còn muốn giữ cô ở nhà làm cái quái gì vậy nóng giận lẫn bực tức cô mắng thẩm anh ta điện thoại cô lại đổ chuông thấy số của nam khánh nên cô chấp nhận cuộc gọi anh sao gọi cho em muộn vậy em gái trong khi em đang ngoan ngoãn ở nhà thì chồng em đang ở cùng với em gái nuôi của em đấy hai người ở trong một phòng bao riêng vừa ôm ấp nhau rời đi rồi nam khánh Em đã nói là anh đừng xem vào cuộc sống của em Em bị ngốc hả Ngọc Hà Đừng ngu ngốc như vậy có được không Cô hít một hơi thật dài lạnh lùng nói Đúng vậy Em ngu ngốc nhưng cũng không cần anh để ý Nói rồi cô ấn tắt điện thoại Nhanh chóng chạy về phòng thay quần áo Bác Hoa nghe thấy tiếng động Thì vội từ trong phòng chạy ra hỏi Hà muộn rồi cháu còn đi đâu Hôm nay cháu không về nhà đâu bác đừng đợi Ngọc Hà lái xe rời khỏi nhà Mặc cho bác cố gắng giữ lại bác hoa cũng không thể ngủ được nên đi lại trong nhà đợi bằng được phong hưng về vừa thấy anh ta xuống xe bác liền lao ra vội vàng nói vợ cháu vừa đi rồi mau đi tìm con bé đi cô ấy không nói đi đâu ạ à? nó bảo hôm nay không về bác đừng đợi khi nãy ngọc hà đã thay quần áo đi ngủ nhưng rồi ai đó gọi điện thoại thế là vội vàng đi để cháu gọi cho cô ấy bác nghỉ đi không muộn rồi vậy nhưng anh ta gọi cho cô không thể gặp ban đầu thì điện thoại có chuông sau cô ấn từ chối rồi tắt luôn điện thoại, chuyển sang chế độ thuê bao, dù đã muộn, anh ta vẫn gọi cho Danh Kiệt để hỏi Cẩm Tú nhưng tự giải quyết lấy đi, ông đây còn lo không nổi thân đây. Danh Kiệt chưa tắt điện thoại, anh ta đã nghe thấy tiếng Cẩm Tú vọng vào. Anh cút ngay khỏi nhà tôi đi. Nghe thấy chưa? Đừng có làm phiền tôi. Điện thoại bị tắt, anh ta không biết cô có thể đi đâu. Hôm nay anh ta không cho người theo vợ, vì nghĩ cô sẽ không ra khỏi nhà, anh ta hoàn toàn mù tịt về vợ không có bất kỳ phương hướng nào để tìm cô cả lái xe quay trở lại nhà ba mẹ vợ anh ta ấn chuông cửa một lúc lâu mới được mở ra có chuyện gì mà đến đây nam khánh nhìn anh ta không chút thiện cảm hỏi phong hưng khi nãy đưa ngọc thư về không gặp người này không ngờ bây giờ lại dắt mặt vợ tôi có sang đây không không có cảm ơn phong hưng liền quay đi nhưng nam khánh lại giễu cợt thân thiết với em vợ xong rồi lại vờ vịt quan tâm vợ cậu không thấy mình khốn nạn lắm hay sao tôi chưa bao giờ cả nể ai cậu định làm gì tôi nói cho cậu biết sớm muộn gì tôi cũng khiến ngọc hà ly hôn cậu để trở về với tôi nam khánh bất ngờ bị đấm vào mặt ngã rúi xuống đất phong hưng lử mắt cảnh báo đừng có lại gần vợ tôi không thì đừng có trách nam khánh nổi điên lên bật dậy lao đến đánh trả nhưng phong hưng nghiêng người né được lần nữa nam khánh mất đà rúi ra ngoài mà gần từng tiếng con bé biết cậu làm mấy trò mèo này nên mới bỏ nhà đi đấy dù có biết Ngọc Hà đang ở đâu Tôi cũng không nói cho cậu biết đâu Tôi đã nói cho Ngọc Hà biết tất cả những chuyện xấu xa mà cậu đã làm Người như con bé Nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu việc ngoại tình với chính em vợ đâu Phong Hưng hùng hổ lao đến Tùm lấy cổ áo Nam Khánh nghiến răng Cẩn thận cái miệng của anh đấy Dù là anh vợ tôi cũng không nể nang đâu Tránh xa cô ấy ra Cậu lấy tư cách gì bảo tôi tránh xa em gái của mình Trong ánh điện Hai khuôn mặt đều đỏ Quẩn quanh trong không khí là mùi rượu mỗi lúc một nồng theo mức độ cáu giận của cả hai bên. Khi nãy ở quán bar, tôi đã nhìn thấy cậu cùng Ngọc Thư ôm ấp nhau và Ngọc Hà đã biết rồi. Phong Hưng hít vào một hơi lạnh kiềm chế lại tức giận. Nếu anh ta không biết Nam Khánh yêu vợ mình, chắc hẳn sẽ không tức giận đến như thế đâu. Nam Khánh giật tay Phong Hưng ra, lảo đảo bước vào cửa, nhưng rồi quay lại nhếch miệng cười thách thức. Cậu chẳng hiểu điều gì về Ngọc Hà hết. Vậy nên khi con bé ra khỏi nhà mới không biết đi đâu. Nếu bây giờ tôi đến được đúng chỗ em ấy ở Cậu phải ly hôn ngay lập tức Trả lại em ấy cho tôi Đừng có mơ Phong Hưng lên xe gọi điện thoại cho danh Phong Không đầy hai hồi chuông đã nghe thấy bạn nghe máy Gọi muộn thế Giúp tôi xem camera giao thông Tìm chiếc xe có biển số ngũ quý 2 đi đâu Tìm vợ sao Ừ, mau lên chút đi Đợi chút Anh ta đỗ xe lại ven đường chờ thông tin Chẳng mất bao lâu Một loạt video về di chuyển xe của Ngọc Hà đã được gửi tới Danh Phong cũng gọi tới thông tin chi tiết. Xe cô ấy đang đỗ tại hầm B3, tòa nhà Rose. Người ở căn nào, chắc cậu tự ngoại giao được chứ? Được cảm ơn, ngủ ngon. Anh ta tắt điện thoại đánh lái ra đường lớn. Chiếc xe màu trắng bạc xít lên với tốc độ lớn lao trên đường. Đến tới nơi chẳng khó khăn gì để anh ta biết được căn hộ cô đang ở. Bảo vệ còn đưa anh ta lên tận nơi. Đến trước cửa mới chào đi xuống. Anh ta mang tay lên định ấn chuông cửa rồi lại hạ xuống. Vì sao anh ta lại sốt ruột đi tìm cô như thế này? Còn căn hộ này ở đâu ra? Cô chưa từng nói với anh về nó. Hãy bình luận lại câu nói mà các bạn cảm thấy yêu thích nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.